Thật là hữu duyên khi đến với chùa Thiên Hương, được khảo sát và thiết kế cảnh quan sân vườn cho ngôi chùa. Đây là một ngôi chùa cổ rất là linh thiêng tại khu Mỹ Hào, Hưng Yên. Diện tích của ngôi chùa rộng khoảng 12.000 m² với lịch sử lâu đời. Tuy nhiên thì ngôi chùa khá là hoang sơ, với mong muốn để mọi người được biết đến ngôi chùa một cách rộng rãi hơn, thầy có mời anh em công ty mình đến để khảo sát và thiết kế một khu sân vườn nơi đây. Sau khi bàn bạc và lên ý tưởng thì dự kiến nơi đây sẽ là một khu sân vườn mang phong cách của Nhật Bản, với những vườn xoài thiền, đồi cỏ nhẹ nhàng và đan quyện với đá bức dạo. Dự kiến sẽ là một khu cảnh quan tuyệt vời, nhẹ nhàng, mang dấu ấn sâu sắc với những người đến tham quan chùa. Phương Đông, với những đội ngũ thiết kế và thi công chuyên nghiệp, sẽ đem lại những không gian linh thiêng và dấu ấn cho ngôi chùa.